Ngay khi Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội ai ở đâu thì ở đó, thành phố đã triển khai 5 phương thức cung ứng thực phẩm cho người dân. Đến nay, toàn thành phố đã phân bổ 4.800 tấn rau củ. Ngoài ra, các quận huyện còn được phân bổ 30.000 suất quà gồm thực phẩm và đồ khô. Để hàng kịp đến với người dân thành phố, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các ban điều hành địa phương đã làm việc cả ngày lẫn đêm để phân loại, sơ chế, đóng gói và chuyển đến từng hộ gia đình. Chính quyền cũng có quan tâm cho những người trong bị cách ly chứ không đi mua được này, không ra được thì mình cũng có thể ăn qua được vài ngày, cũng đỡ hơn, chứ ra đâu có việc đưa mua đi. Với phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng, bảo đảm cung ứng kịp thời hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, ngoài các nguồn thực phẩm từ các siêu thị, chùa cửa hàng, những ngày qua, thành phố đã tổ chức thêm các chuyến xe bán hàng lưu động với hàng chục tấn hàng hóa dồi dào và đa dạng, gồm thực phẩm tươi, thực phẩm khô, nhu yếu phẩm đến khu dân cư. Thứ nhất là cái cách cung ứng đến với người dân là thứ nhất được nhanh, kịp thời. Thứ hai là giá cả rất là hợp lý này. Và thứ ba là các mặt hàng cung cấp của mình là được rất là tươi. Mình nên nhân rộng các mô hình này trên các những cái địa bàn mà phong tỏa những khu cách ly trên thành phố để người dân có thể tiếp cận nhanh nhất và một cách là đầy đủ nhất để đáp ứng được cái nhu cầu hàng ngày của mình. Ngoài ra, gần 800 shipper công nghệ cũng đã được phép hoạt động trở lại, bảo đảm đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch như đã được tiêm chủng vaccine, test nhanh SARS-CoV-2 hàng ngày, mặc bảo hộ y tế, đeo khẩu trang, mũ chống giọt bắn. Đây là biện pháp giúp giảm tải áp lực cho các ban điều hành địa phương, đồng thời đưa hàng hóa tới với người dân một cách nhanh chóng hơn. Mấy hôm trước thì được hàng qua tổ trưởng thì rất là hay là áp ship, mà mai hôm nay thì về tới đặt hàng với shipper thì rất là thuận tiện cho người dân. Xác định nguồn cung thực phẩm chủ yếu hiện nay trên địa bàn vẫn là các chuỗi cửa hàng, siêu thị. Sắp tới, thành phố dự kiến sẽ áp dụng một số biện pháp tại các cơ sở cung ứng thực phẩm như nâng số nhân viên lên 100%, cho phép shipper công nghệ hoạt động. 1.000 tấn rau củ quả và 50.000 suất quà cho các hộ khó khăn sẽ tiếp tục được phân bổ về các quận huyện. Thành phố cũng sẽ tích cực xem xét, xây dựng các phương án dài hạn trong vấn đề cung ứng thực phẩm trên địa bàn. Về lâu dài, trong thời gian tới chúng tôi đang xây dựng phương án sớm mở lại chợ truyền thống vào thời điểm thích hợp khi mà điều kiện dịch tễ cho phép. Nếu mà mở lại thì sẽ mở 2 chợ cấp thành phố là chợ Đầu Mối và chợ Cồn, và mỗi quận huyện thì sẽ mở đến 2-3 chợ. Dân có yên thì phòng chống dịch mới ổn. Đây không chỉ là tiền đề quan trọng cho mọi giai đoạn phòng chống dịch mà còn là chiến lược lâu dài trong cuộc chiến với COVID-19. Chính vì vậy, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, thành phố Đà Nẵng vẫn đang quyết tâm cao nhất để đem đến cuộc sống bình an cho mỗi người dân thành phố, không để ai bị bỏ lại phía sau.